chào các bạn, hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 10. Như thường lệ thì hãy cùng cập nhật những tin tức nổi bật có trong ngày. Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, khoảng 1 giờ sáng ngày hôm nay 9 tháng 10, thầy giáo Văn Như Cương, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh đã qua đời ở tuổi 80. Được biết đến như một người truyền lửa trong học tập và đạo đức của nền giáo dục Việt Nam, không chỉ những thế hệ học sinh của Lương Thế Vinh mà hầu như cả cộng đồng mạng cũng đều bày tỏ niềm tiếc thương đến sự ra đi của thầy. Từ trước đến nay thì thầy giáo Văn Như Cương luôn được nhắc đến là một người thầy có tâm với nghề, là một người tận tụy, gần gũi và quan tâm tới học sinh. Với tất cả các thế hệ học sinh của Lương Thế Vinh, thầy Văn Như Cương giống như hình ảnh một ông già tóc bạc, ngày ngày cặm cụi đến trường, miệt mài với nghề giáo và sống với cả một tấm lòng nhiệt huyết. Ước mong thế hệ trẻ sống nhiều hơn với thế giới xung quanh, tự học, tự rèn luyện để trở thành một người tử tế. Đối với công chúng nói chung thì ấn tượng về thầy là những phát ngôn đối với phương án đổi mới giáo dục, về chống tiêu cực thi cử, gian dối trong trường học, bạo lực học đường, về lương tâm người làm giáo và phẩm chất của học sinh. Vào sáng ngày hôm nay thì trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh đã không tổ chức buổi chào cờ như thường lệ. Toàn bộ giáo viên và học sinh của trường thì đều không khỏi đau xót và trào nước mắt khi nhận được thông tin thầy đã qua đời vào rạng sáng ngày hôm nay. Trên mạng xã hội Facebook thì đồng loạt các tài khoản của những người thân, các em học sinh, cựu học sinh và cả những người yêu mến và biết đến thầy đã đều chuyển sang màu đen như một niềm thương tiếc cho người thầy đáng kính. Một cựu học sinh đã chia sẻ rằng, tháng 3 năm 2017, nước mắt thầy đã rơi trên giường bệnh khi hơn 3.000 học sinh mỉm cười và cùng hát vang bài hát truyền thống của trường để tặng thầy và chúc thầy mau khỏi bệnh. Hơn 6 tháng, thầy đã mang theo nụ cười ấy bước sang một thế giới khác, an yên hơn. Đường Kim Mã đã từng nổi tiếng với hàng bằng lăng trải dài đẹp nhất nhì tại thủ đô Hà Nội. Vào sáng ngày hôm nay 9 tháng 10, các đơn vị thi công đã bắt đầu quá trình cắt tỉa và chặt hạ 130 cây xanh để phục vụ cho công trình làm đường sắt đô thị của thành phố Hà Nội. Trước đó thì Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép cho việc đánh chuyển và chặt hạ 130 cây xanh trên đường Kim Mã, đoạn từ Hồ Thủ Lệ đến nút giao của núi Trúc. Việc đánh chuyển và chặt hạ cây xanh đợt này nhằm phục vụ thi công dốc hạ ngầm ga 9, giếng đứng của gói thầu CP03 và thuộc dự án đường sắt đô thị thí điểm tại thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn và ga Hà Nội. Hàng bằng lăng nổi tiếng và đẹp nhất nhì tại thủ đô Hà Nội, đây là địa điểm mà được rất nhiều người chọn làm chủ đề cho những bộ ảnh. Nhất là vào mùa cưới thì không khó để bắt gặp rất nhiều những cặp cô dâu chú rể chọn nơi đây là địa điểm chụp hình cưới, nhưng nay đã chỉ còn trong quá khứ. Mới đây tại Sài Gòn, hãng taxi Vinasun đã đồng loạt dán đề can phản đối Uber và Grab. Mặc dù đây không phải là quyết định bắt buộc của hãng, tuy nhiên thì đa số mọi người đều cho rằng hành động này không thể giúp cho hình ảnh của Vinasun trở nên đẹp hơn, mà thay vào đó thì hãng nên tự nâng cao chất lượng dịch vụ để làm hài lòng khách hàng. Vào ngày 8 tháng 10, rất nhiều người đi đường ở khắp các quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tỏ ra vô cùng bất ngờ trước những đề can với những khẩu hiệu được dán ở phía sau của chiếc xe của hãng taxi Vinasun. Theo như ghi nhận thì trên đề can đã nêu rõ yêu cầu Uber và Grab phải tuân thủ theo luật Việt Nam, đề nghị dừng Grab và Uber vì quá nhiều bất công về điều kiện kinh doanh. Liên quan đến sự việc trên, ông Tạ Long Hỷ, Phó Tổng Giám đốc Vinasun đã xác nhận vụ việc trên và nhận định nội dung của khẩu hiệu không đến nỗi quá đáng. Bên cạnh đó thì ông Hỷ còn cho biết, việc dán đề can phản đối Uber và Grab là do các tài xế thực hiện nên ông sẽ cho rà soát lại vấn đề này. Tuy nhiên, theo một số tài xế thì hành động này là kế hoạch của hãng. Xe nào cũng được đưa về xưởng để dán, vì làm thuê nên không tài xế nào dám tự dán cả. Ngay sau khi bắt gặp những hình ảnh trên thì rất nhiều người đã chụp lại và đăng tải lên các trang mạng xã hội. Họ cho rằng hãng taxi Vinasun nên để người tiêu dùng tự đánh giá chất lượng dịch vụ, chứ không nên phản đối các hãng khác như thế. Hơn nữa, đây cũng là hành động được cho là vi phạm và động chạm tới việc kinh doanh của các doanh nghiệp khác, đồng thời cũng là một hành động cạnh tranh không lành mạnh. Tin tức hot nhất của làng giải trí Hoa ngữ ngày hôm nay không thể không nhắc đến thông tin Luhan và Quan Hiểu Đồng công khai hẹn hò. Sau thông tin này thì Luhan đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội và đã khiến cho các fan cuồng không khỏi sốc và đau lòng. Không thể ngờ rằng chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi, từ khóa Lộ Hàm và Quan Hiểu Đồng đã có 5 triệu lượt tìm kiếm, đã được Weibo gắn nhãn là bạo. Và đây đã là điều xảy ra đầu tiên trong 2 năm trở lại đây như một từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Tuy nhiên thì điều tiêu cực không mấy ai muốn xảy ra, đó là trên mạng xã hội Weibo đã truyền tay nhau những hình ảnh và những thông tin nhiều fan cuồng sau khi biết tin là nam thần tượng của mình hẹn hò công khai thì đã vô cùng đau lòng và đã nghĩ quẩn. Nhảy lầu, tự sát, dùng dao rạch tay đến rớm máu đều là những hình ảnh đau lòng và gây rợn. Thông tin và những hành động bồng bột quá khích của một nhóm fan cuồng đã khiến cho nhiều người vô cùng đau lòng. Và đây đều là những hành vi thái quá, cho thấy sự non nớt trong suy nghĩ của một bộ phận không nhỏ người hâm mộ khi tiếp nhận thông tin từ phía thần tượng của mình. Cộng đồng mạng Hoa ngữ cũng đã bày tỏ thái độ không đồng tình với những hành động thái quá của các fan này. Họ đều ra sức kêu gọi mọi người nên bình tĩnh và đón nhận thông tin theo một hướng tích cực. Và đó cũng là những thông tin nổi bật có trong video ngày hôm nay ngày 9 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.